Hello, xin chào tất cả các bạn, các anh chị em, chú bác. Hôm nay là ngày 29 tháng 10, 2022, cũng là cuối tháng 10 ha. Là chuẩn bị bước sang đầu tháng 11, cuối năm rồi. Giờ cũng không có hàng gì mới ha. Mấy cái hàng quá xấu, mình cũng thấy xấu quá, không có dám lấy ha. Hàng móc mail rồi thân mà. Bây giờ là mình có cái gì bán cái đó thôi. Các bạn coi cái nào vừa ý mình xài thì mình chốt ha. Các bạn nhớ là mua dây điện thì mình chốt là dây điện nha. Đó. Chứ không là mình là hay có khách nói là lấy số 1 không biết máy hay là dây á. Mình gửi lộn hàng mấy đợt rồi nha. Đó. Bởi vậy là coi như là đi về là mình chịu hết. Tính ra cũng hết 200-300 ngàn tiền ship rồi đó. Các bạn lấy dây thì nói dây ha, các bạn lấy máy nói máy ha, đó, cho nó dễ, chứ không là mình gửi lộn hàng. Các bạn số 1 không biết máy hay dây là mình khó ha. Với lại giờ làm việc của mình là 8 giờ sáng tới 21 giờ tối, tức là 9 giờ tối ha. Là coi như là 9 giờ tối là có mình đóng hàng ha, mình tắt máy. Đó, các bạn gọi không được các bạn để lại tin nhắn nha. Rồi hôm nay mình cũng xin vào thẳng vấn đề luôn, cũng không có bao nhiêu hàng. Đó, có gì mình giới thiệu cái đó ha. Trước hết là mình giới thiệu một số dụng cụ. Đây có một cây mỏ hàng 40W ha. Cây này cũng như là mới xài có 1-2 lần thôi. Đó, 40W 150 ngàn ha. Hàng của Mắc In Gia Băng đàng hoàng nha. Đó, hàng bại ha. Hàng bãi xài rất là bền luôn. Đó, dây nó có cỡ chừng 1m2 á. Cái dây nó cỡ 1m2 ha. Rồi cái mỏ hàng điện 100V 40W 150k ha. Cán gỗ còn duy nhất một cây nha. Ở đây cái có cái búa gò đó, cái cán của nó là 2 tấc đó, 2 tấc đó, búa gò 80 ngàn ha. Rồi đây có ba cái mũi đục đó, ba mũi đục. Đây là cái mũi đục dài, cây này là 17 ly ha, 17 ly dài 4 tấc. Cây này là 21 ly, dài cây này là 2 tấc rưỡi ha, đúng rồi, dài 2 tấc rưỡi, cây này dài 2 tấc rưỡi ha, còn cây này thì 3 tấc. Cây này là mũi khoan đục 17 ly luôn đó. 23 mũi này là 200 ngàn ha, 200 ngàn ba mũi ha. Quá rẻ luôn. Bây giờ mua hàng Trung Quốc một cây cũng hết 100 ngàn. Cái này là hàng bãi Nhật nha. Rồi, mình chỉ có mấy cái dụng cụ đó thôi. Tiếp theo là mình qua mấy cái dây ha. Đó, mấy cái dây. Đây dây combo số 1. Nó gồm có 2 cộng dây 7A. 2 cộng. Dây đen là 8m rưỡi ha, 7A ha. Còn dây màu cam, dây màu cam thì nó là 10m ha, nó có 2 đầu ha, 2 ổ ha, một đầu ổ một đầu ghim ha. Đó, cái này thì nó có cái đầu ổ này nó bị giật cái khúc này ha, mình nói lại nha. Đó, có sao mình nói vậy. Đó, còn các bạn không thích thì các bạn cắt bỏ. Đó. Rồi, 2 sợi, một sợi 8m rưỡi và một sợi 10m. Rồi, dây số 1 250 ngàn ha, 250 ngàn. Tiếp theo số 2 thì đây số 2 ha, số 2 thì 110 ngàn. Nó gồm có 3 sợi dây 12A,
là 2,5 m, 2,8 m, 2 sợi 2,8 m, là 1 sợi 2,5 m ha, 110.000. Dây số 2. Rồi dây số 3. Dây số 3 thì nó có 2 sợi. À, 1 sợi 3 m và 1 sợi 3,2 m ha. 3 m và 3,2 m. Dây số 3. 100.000. Rồi dây số 4. Dây số 4 là 120.000 ha. Nó cũng có 2 sợi. À, 1 sợi 12A và 1 sợi 15A. À, 2 sợi 15A chứ, 3,7 m và 3,9 m ha, 3,7 m, 3,9 m ha, 15A. Dây 2 loại hết nha, toàn bộ dây 2 loại. Dây số 4, 2 sợi, 3,7 m, 3,9 m, 120.000. Dây số 5 là 1 sợi, là 2 sợi 12A, 1 sợi 4,7 m, 1 sợi 4,8 m ha, 12A. Dây số 5 160.000 ha, 160.000. À, dây số 7. Dây số 7 cũng là 12A nha. Dây này nó có 2 đầu ha. Một đầu ổ nè. Đó, ổ cắm mà. Ổ cắm zin của nó luôn nha. Đó. Một đầu ổ ghim nè. 12A. 9,5 m. Đó. Là 200.000. 200.000 ha, dây số 7 ha. Rồi dây số 8. Số 8 là 9,5 m ha. 12A, 9,5 m. 150.000 ha. 12A, 9,5 m, 150.000. Rồi số 9 cũng vậy luôn. Số 9 là 9,8 m ha. Đó, 12A luôn. Đó, 150.000 luôn. Tiếp theo dây số 10. Dây số 10 là 140.000 ha. Nó gồm có 2 sợi nha. Hai sợi 15A, 4,2 m và 4,4 m, 4,2 m, 4,4 m ha. Dây số 10, 140.000 nha, 140.000. Dây 2 loại nha, 140.000. Dây số 10. À, dây số 11 cũng là 2 sợi ha, 2 sợi 1 sợi 4,8 m. Đó, 15A là 170.000. 4,8 m, 2 sợi, 15A, 170.000. Rồi tiếp theo là số 12. Số 12 là 1 sợi nè, là 15A, 9,7 m, 9,7 m ha, 12A, 200.000. Rồi, bữa nay dây chỉ có 12 số thôi. Đó. Tiếp theo là mình có mấy cái thùng ha. Đây, thùng số 1. Rồi, thùng số 1. Chiều dài 36 cm, chiều rộng 15 cm, độ sâu của nó là 10 cm ha. Đó, ngoại hình nó ha.
bên trong. Bên trong thì nó chóc sơn ha, chóc sơn chứ nó không có mục nha các bạn, nó chóc sơn đó. Các bạn về các bạn sơn lại cái là ok. Rồi thùng số 1 180.000. Tiếp theo thùng số 2 là thùng môn Makita, chiều dài của nó 36 cm, chiều rộng mà 18 ha, độ sâu của nó là 9 cm ha. 200.000 nha, 200.000. Thùng này quá đẹp luôn đó. Đó, bên trong còn mới can luôn. Rồi thùng số 2 200.000, quá rẻ luôn. Thùng số 3 thùng Hitachi ha, chiều dài là 29 cm, chiều rộng 22 và độ sâu là 8 cm, 200.000 luôn. Hitachi thùng này rất là dày nha, thùng Hitachi lúc nào cũng dày hết á. Thùng này cũng còn rất là mới luôn bên trong đó. Mới ken luôn nè, nó nước sơn còn ok luôn. Rồi thùng số 3 200.000. Tiếp theo thùng số 4. Thùng số 4 là một cái thùng nhựa ha, đó, đựng đồ là mình ở trong nhà kéo đi kéo lại là không có sợ chày ha, đó, không sợ chày. Đây đó, cái chân nó có mấy cái cục để mình kéo ha, hai cái độ gài ha. Đây bên trong còn rất là ok luôn. Đó. Rồi thùng số 4 150k. Rồi thùng số 4 thùng nhựa ha, 150.000. Rồi tiếp theo là mình qua cái máy ha. Bữa nay là có mấy cái máy mài, máy massage đó. Những cái máy này là toàn bộ đã qua sử dụng nha, các bạn nghe cho kỹ ha, toàn bộ đã qua sử dụng, mình không có bảo hành và không có bao phí ship nha ha, các bạn nghe cho rõ ha. Với lại là coi như là những mặt hàng mình quay sao là mình bán y vậy nha, không có thay đổi ha. Rồi cái số 1 mình nói sao là mình bán y vậy ha. Điện 100V 570W 50-60 hẹp, đá của nó là 100 ha, tức là 1 tấc nha, 1 tấc. Đây coi như là có nút, có nút đồ đầy đủ nha, có bảo vệ đồ đầy đủ đó. Rồi cái số 1 350.000 ha. Quên tắt cửa, tắt công tắc. Rồi cây số 1 350.000 ha, là coi như là nó có đầy đủ như cây số 2 ha. Đó, tại vì mình chưa có kịp, chưa kịp gắn vô thôi. Đó. Rồi cây số 2 cũng giống cây số 1 luôn, điện 100V 570W đó, 350.000 luôn ha. Đó, có nắp bảo vệ đồ đầy đủ ha. Thank you.
Rồi cây số 2 đồng giá 350.000. Tiếp theo cây số 3 cũng y cây số 1 luôn. Đầy đủ nắp bảo vệ đồ ha. Đó. Ba cây giống nhau ha, điện 100V, đá của nó là màu một tấc, 570W, 50-60Hz. Rồi tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 là cái cây mài khuôn Hitachi, điện 100V, 240W ha, 240W. Đầu của nó là 6 ly ha. Rồi tép máy. Đó, máy chạy rất là êm luôn. Rồi cây số 4 400.000, mài khuôn đầu 6 ly. Rồi tiếp theo là cây số 5 đồng giá 400 ha. Cây này là của Mitachi, điện 100V, 380W ha. Cây này là 380W, đầu của nó cũng là 6 ly luôn. Con này thì quát nó lớn hơn. Máy chạy rất là êm luôn. Rồi, cây số 5 cũng là 400 đồng giá. Rồi tiếp theo cây số 6 là một cây khoan vít Hitachi, đó. Điện 100V, 350W ha. Điện 100V, 350W, đầu của nó là 10 ly ha. Đầu 10 ly. Nếu mà mình bắn vít là mình dẫn cái đầu này vô ha. Dẫn cái đầu này ra là chế độ bắn vít ha. Là coi như là cái đầu, cái máy chạy mà cái đầu nó không xoay. Khi nào mình ấn xuống nó mới xoay ha. Đó, ấn xuống nó mới xoay nha. Đó, các bạn ấn xuống nó mới xoay. Đó, mình test máy cho các bạn coi luôn. Cái này có điều tốc ở cò luôn ha. Rồi. Đó, đầu nó không xoay ha. Máy chạy mà đầu không xoay. Bây giờ mình ấn xuống là nó xoay ha. Đó. Đó, ấn xuống là nó xoay nha. Các bạn phải ấn mạnh lên. Còn ấn nhẹ nhẹ là nó kêu rập rập giống như là búa vậy đó. Đó. Khi nào mà mình khoan nó phải dặn vô. Đó, các bạn nhận vô phải dặn cho hết nha. Đó, dặn cho hết vô. Bắt đầu mình bóp cò là nó xoay luôn á. Là cái đầu khoan là nó phải xoay ha. Đó. Đó, điều tốc ha. Đó, rất là nhuyễn luôn. Đó, điều tốc nó nằm ở cò. Muốn nhanh chậm là mình bóp cái cò. Đó. Đây là đảo chiều ha, lúc đảo chiều. Đó, rất là nhuyễn ha. Đó, tua chậm mà. Đó, rất là chậm luôn. Đó, nhanh nè. Đó,
Cái này là toàn bộ mấy cái khoang là nó có khóa hết nha. Đó, có khóa đầy đủ ha. Đó. Rồi cây số 6 400 ngàn, cây khoang VIP Hitachi. Rồi tiếp theo cây số 7. Cây số 7 là nó là khoang và khoang tường. Đó, nó có búa ha. Cây này nó có búa. À, Hitachi. Nồi đồng cối đá. Cây này còn rất là mới luôn. Đó. Phải nói là nó phải còn 85% ha. Đó, cây này nó có búa chuyên đục tường. Nó không có đảo chiều, không có điều tóc ha. Nó chỉ có khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường là ok. Bao xài luôn. Rất là mạnh luôn. Đó, chế độ búa đây ha. Bật qua. Đó, nó rộng ha. Đó, bật xuống là khoan. Rồi, con này là Hitachi. À, điện 100V là 335W. Đầu của nó là 10 ly ha, đầu 10 ly. Rồi, cây này là 400 ngàn luôn, cây số 7. Khóa đồ đầy đủ ha. Rồi, tiếp theo đây là có một cái cây khoan búa luôn, Hitachi luôn. Đó. Đó, khoan búa luôn. Đó. Cây này là nó có điều tóc. Có điều tóc. Có đảo chiều. Đảo chiều nó nằm ở đây ha. Đó, bật qua bật lại ha. Đó, cây này là Hitachi. Điện 100V 380W ha. Đó, đầu của nó cũng là 10 ly. Đó, cây này thì nó lớn. Cây này lớn. Rồi test máy. Điều tóc ha. Rồi đảo chiều. Đảo chiều ha. Tốc đảo chiều đầy đủ ha. Rồi cái này là chế độ búa. Đó, dặn ra. Đó, cái này là khoan. Đó. Còn chế độ búa là dặn ra ha. Dặn ra nè, chế độ búa nè. Xúc cái dây, xúc dây người. Dẫn ra là khoan. Đó, dẫn vô là đục tường. Rồi con số 8 450 ngàn, khoan búa Hitachi. Rồi con số 10 là chuyên khoan. Chuyên khoan sắt gỗ ha. Con này thì nó không có điều tốc. À, có nhanh chậm. Nó không có đảo chiều ha. Nhưng mà nó được cái đầu của nó là đầu lớn ha. Đầu 13 ly. Đó, đầu 13 ly. À, điểm 100V, 700W nè. Con này rất là mạnh nha. 700W. Đầu 13 ly. Điểm 100V ha. Đây. Cái này ha. Cái này số chậm ha, bây giờ mình tăng ha. Nó có 5 cấp độ nha, 5 cấp độ. Đó.
Rồi, cây số 9 450.000. Cây khoan đầu 13 ly 700W. Cái này là size ok. Rồi, cây số 10 là cây massage ha. Con này thì nó có hai cái công tắc ha. Bên này là công tắc tắt mở, bên này là nhanh chậm nha, nhanh chậm, bên này nhanh chậm đó. Con số 10 500.000. Đây là số chậm ha. Số nhanh ha. Số chậm. Rồi công tắc. Rồi con này là điện 100V. Là điện 110V, 31 tới 40W ha. 110 ha. Rồi con này là 500.000. Cây số 10 massage Weber. Rồi con số 11 cũng vậy luôn, cũng là massage Weber luôn, chế độ giống nhau đó, nhanh chậm ha. Là coi như là điện 100V, cũng là cái này là 30 tới 40W đó, công tắc nhanh chậm đó, loại hình đó. Đây thì nó bị móc rách miếng ha, nhưng mà cái này không có thành vấn đề, có gì mình dán lại cái chỗ này cái. Rồi tết máy. Đó, số chậm ha. Số nhanh. Rất là êm luôn. Rồi cây số 11 đồng giá 500.000. Tiếp theo số 12 Raybat. À, con này thì cũng là công tắc hai cái công tắc luôn. Đó. Con này điện 100V, 50-60 Hz. Con này thì nó 41 tới 46W ha. 41 tới 46W. Số chậm ha. Con này thì mạnh hơn hai con kia chút. Đó, số chậm nè. Số chậm là mình đấm cho mấy người già. Đó, mấy người già nó chịu không nổi thì mình đấm với số chậm ha. Số nhanh thì cỡ trung niên. Đó, 50-60 tuổi. Đó. Còn cỡ 70 tuổi, 65-70 là mình tạp số chậm thôi. Số nhanh là chịu không nổi đâu. Ha. Rồi cây số 12 550.000. Thì lấy cái điện thoại xuống cho phá được gì đấy. Hai cái luôn. Tiếp theo số 13 600.000. Đó. Con này thì là đấm là cho thanh niên 40-50 tuổi trở lên ha. Tại vì cái sức đấm của nó mạnh. Nó tới 65-80W. 65-80W ha. Con này là 600.000, số 13. Đó, con này còn rất là đẹp luôn. Đó, nó có khuyết điểm là nó bị để một lỗ đây thôi. Đó, mình giá lại à. Các bạn có thấy không? Đó, giá rất là đẹp luôn. Ăn nó ảnh hưởng gì tới máy ha. Rồi, mình test máy.
máy chạy rất là dữ. Cái này đi làm về mệt mệt là thôi chứ dằn lưng là rất là đã luôn đó. Kêu bà xã dằn cho mình là mình dằn cho bà xã ha, rất là ok. Rồi con số 13 600 ngàn. Tiếp xem 14 là một con cưa lỏng Makita điện 100V 390W ha, có lưỡi kèm theo ha đó. Con này còn khá mới ha. Rồi xét máy luôn. Rồi con này số 14 cưa lỏng Makita 400 ngàn. Tiếp theo con này cũng là cưa lỏng mini Makita luôn đó. Con này thì 310W thôi, cưa mấy cái đồ mỏng mỏng ha, quá đẹp đó, có điều tốc đồ đầy đủ ha. Con này làm mấy cái thủ công mỹ nghệ là ok ha, cưa lỏng. Rồi con số 15 300 ngàn. Tiếp theo là con số 16 là một con trà banh, trà nhám dây ha đó, trà nhám dây 3 phân. Cái dây nhám của nó là 3 phân ha, bề ngang 3 phân đó, đầy đủ hết, rất là đẹp luôn cây này. Rồi test máy. Rồi con số 16 500 ngàn ha, 500 ngàn, trà nhám dây 3 phân. Con này là điện 100V 430W ha, 50-60 hạt. Con này khá đẹp luôn. Rồi 17 là cái con máy thổi bụi Makita. Điện 100V 570W. Rồi test máy. Rồi con số 17 400 ngàn. Tiếp theo con số 18 cũng là máy thổi bụi Makita. Con này điện 100V là 600W ha, 600W. Con này thì nó có cái điều tốc ở cò ha, nhanh chậm ha, muốn mạnh hay chậm là do mình bóp cò nha đó. Cái này nhẹ nè,
Con này thì nó có điều tóc ha, có điều tóc nó giá nó mắc hơn. Đó, con này thì 600W, có điều tóc 450.000 ha, 450.000. Rồi, số 19 là 550.000 con bào Makita. Đó, có khách đặt rồi lại không lấy ha. Đó, con này là 16.000 dòng trên phút ha, điện 100V 5A, tức là 480W, lưỡi của nó là 82 ha, 82. Đó, lưỡi nó không mẹ nha, lưỡi không mẹ. Cái này là coi vậy đó, cũng còn mới lắm đó. Cái mấy cái hàng toàn bộ đã qua sử dụng nha, các bạn mua là các bạn đừng có cái này mình không có bảo hành và không có bao phí ship ha, toàn bộ những mặt hàng đã qua sử dụng là mình không bảo hành và không bao phí ship đó. Mình test máy cho các bạn coi cái nào và vừa ý của mình thì mình lấy ha. Rồi test máy. Rồi cây số 19 550.000, cây bào Makita. Tiếp theo là con số 20, con Toshiba, điện 100V, 150W. Là đá của nó là 150 ha, nhưng 6.4, 12.7. Đó, con này thì còn lằn lặn hết nha, không có bị mẹ sức gì hết ha. Rồi test máy. Phải chạy rất êm không? Đó, trớn nó còn, mình rút điện ra là trớn nó còn phà nha. Rồi, con số 20, 700.000. Rồi, con này là con cuối cùng, con số 21. 21 là coi như là một con Hitachi. Đó, con này cũng là đầy đủ luôn. Đó, điện 100V là 50 tới 170W ha. Đá của nó là cũng là 1,5 tấc. Đó, con này còn khá đẹp luôn nha. Chỉ có cục đá này nó hơi nhỏ chút. Rồi, test máy. Máy chạy rất êm luôn, không nghe tiếng luôn. Rồi, con số 21, con đá mài Hitachi, 850.000. Rồi, clip bữa nay của mình tới đây cũng là chấm dứt. Rồi, hẹn tất cả các bạn là tuần sau, tuần tới ha.
À, không biết tuần tới có hàng không? Không có hàng là mình cũng nghỉ một tuần ha. Hả? Nếu có hàng thì mình cứ tiếp tục đăng. Còn các bạn thấy không có lên clip 5 giờ rưỡi trở đi không có clip là coi như mình xin nghỉ ha. Rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn ha. Rồi những cái máy mài hai đá là các bạn là mới mua lần đầu và chuyển khoản cho mình ha, mình mới gửi hàng nha. Tất cả những mặt hàng này là mình không có bao ship nha các bạn. Rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.